nhân loại sống trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ mới với hy vọng tràn trề và cũng đầy rẫy lo âu. Chưa bao giờ nguyện vọng khát khao giữ vững hòa bình để hợp tác và phát triển lại cháy bỏng như lúc này. Và cũng chưa bao giờ các cuộc xung đột và chiến tranh lại dễ dàng bùng nổ và lôi kéo nhiều nước lớn nhỏ dính líu vào dai dẳng như hiện nay. Từ Nga, Ukraine đến Israel và Hamas, từ Tây sang Đông, với những căng thẳng ở chảo lửa Trung Đông tới những cuộc xung đột eo biển Đài Loan và Biển Đông. Thế giới dường như đang kéo đến tình trạng nổ ra thế chiến thứ ba, hỗn loạn và chiến tranh. Với tình hình cấp bách như vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã đầu tư trang bị vũ khí hiện đại để đối đầu với cục diện xung đột có thể diễn ra. Và Việt Nam không phải ngoại lệ. Để ứng phó với tình hình mới, Việt Nam cũng đang trang bị hiện đại hóa thêm nhiều vũ khí mới bằng các hợp đồng mua sắm hàng tỷ đô. Kể từ năm 2016, Tổng thống Obama đã xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Các nhà phê bình quân sự thì đã hy vọng rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng mua vũ khí của phương Tây và Mỹ nhằm cân bằng với đối tác truyền thống là nước Nga. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn dè dặt trong vấn đề lựa chọn vũ khí của Mỹ và phương Tây. Và bên cạnh đó, một nước láng giềng quen thuộc của Việt Nam đó chính là Trung Quốc cũng đang trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn của thế giới. Nhưng Việt Nam lại không lựa chọn mua vũ khí của Trung Quốc. Vì sao lại như vậy? Vì sao Việt Nam lại dè chừng với vũ khí của Mỹ, phương Tây và Trung Quốc? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Nếu ta nhìn vào bức tranh về trang bị quốc phòng của Việt Nam, có thể dễ dàng nhận thấy có tới hơn 80% trang bị là thuộc hệ vũ khí của Nga và Liên Xô cũ. Từ súng trường bộ binh cho tới các loại vũ khí hiện đại mang tính chiến lược như tàu ngầm, tên lửa, máy bay hay xe tăng v.v. Tất cả đều đến từ Nga và Liên Xô cũ. Thậm chí là tổ chức quân đội trước năm 2010 cũng có nhiều nét tương đồng. Dù nói là hiện đại hóa quân đội tinh gọn và đa dạng hóa quốc phòng, vậy nhưng ta có thể thấy rằng số đối tác mà Việt Nam mở rộng cũng không quá nhiều. Đáng kể nhất là trường hợp Israel và Ấn Độ. Thế nhưng rất ít khi ta được nghe nói rằng Việt Nam mua vũ khí sát thương quy mô lớn từ Hoa Kỳ hay của phương Tây. Có chăng chỉ là những hợp đồng mang tính biểu tượng cho sự hợp tác. Ví dụ như Việt Nam mua 6 chiếc UAV Scander với tổng trị giá là khoảng 9,7 triệu đô la. Ngoài ra thì hợp đồng này bao gồm cả cung cấp trang thiết bị phụ tùng, sửa chữa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật. Còn đối với vũ khí sát thương như máy bay vận tải hay trực thăng thì chúng ta và Mỹ cũng có khá nhiều hợp đồng. Ví dụ như Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký hợp đồng mua trực thăng của Pháp bao gồm EC-115B, AS-350B3, SA-332LS, SA-330G hay EC-225. Các loại máy bay này được chuyển giao cho Tổng công ty trực thăng của Việt Nam, phi vụ máy bay vận tải C-295 của Tây Ban Nha hay mua máy bay huấn luyện cánh quạt T-6 của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì còn một số hợp đồng viện trợ quân sự như là cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong khi đó, nếu ta nhìn sang hợp đồng với Nga thì nó hoàn toàn ngược lại, với đủ mọi loại vũ khí chiến lược từ tiêm kích Su-30 đến tàu ngầm Kilo cho tới tên lửa phòng thủ Bastion v.v. Với Israel thì có hệ thống phòng không Spider, rocket thông minh Astra và Akula. Ngoài ra thì còn có rất nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí cho Việt Nam. Điểm chung từ những hợp đồng của Việt Nam với Nga và Israel đó là chúng có giá trị lớn từ vài trăm tới cả tỷ đô. Đi kèm với đó là những hợp tác sâu rộng có sự chuyển giao công nghệ và học tập công nghệ. Với Ấn Độ, dù đã có rất nhiều tin đồn về Việt Nam mua hệ thống BrahMos của Ấn Độ, nhưng tới nay vẫn chưa có nguồn tin nào xác thực. Thế nhưng hợp tác quốc phòng thì không chỉ có mua và bán. Nhưng ngay trong năm 2018, Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết hợp đồng quốc phòng trị giá 500 triệu đô. Trước đó thì hai bên cũng có nhiều hợp đồng quân sự có giá từ vài chục tới vài trăm triệu đô. Việt Nam từng nhờ Ấn Độ hiện đại hóa số vũ khí đã cũ dựa trên nền tảng công nghệ của Nga như tàu săn ngầm BTA, tiêm kích MiG-21 v.v. Và giải thích cho điều này trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã đăng tải nói ra lý do Việt Nam không mua vũ khí của Mỹ rằng trong tay Việt Nam có một số lượng lớn vũ khí Mỹ là chiến lợi phẩm thu được sau năm 1975. Theo các tư liệu cho biết, năm đó Việt Nam thu được nhiều chủng loại vũ khí và số lượng cực lớn. Chỉ riêng xe tăng thiết giáp đã có 2.000 chiếc, các thứ khác như máy bay có 1.000 chiếc, pháo có 1.300 khẩu, các loại súng lên tới hơn 1,6 triệu khẩu.
Sau khi quân đội Việt Nam thu được vũ khí này, ngoài số lượng nhỏ xuất khẩu để lấy lại ngoại tệ, đại bộ phận đều được đưa vào sử dụng trong quân đội sau khi sửa chữa. Trong số đó, điển hình nhất chính là Sư đoàn Không quân 372 của Việt Nam sử dụng toàn bộ trang bị của Mỹ. Sư đoàn này đã phát huy tác dụng không nhỏ trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1978. Nhưng cùng với hao tổn trong quá trình sử dụng, các vũ khí nguồn gốc của Mỹ trong tay Việt Nam nhanh chóng suy giảm số lượng, đặc biệt là những trang bị kỹ thuật do thiếu linh kiện thay thế. Có nhiều thứ chỉ vì một lỗi nhỏ mà buộc phải loại biên. Câu hỏi đặt ra là trên thế giới, các sản phẩm cùng loại rất nhiều, chỉ cần mua về thay thế là được mà sao phải loại bỏ. Tuy nhiên câu nói này là quá dễ dàng. Năm đó Việt Nam còn nghèo, phải dựa vào Liên Xô viện trợ thì khó có tiền để mua thị trường quốc tế. Cho đến cuối thập niên năm 1990, tình hình kinh tế dần dần tốt lên, Việt Nam lại bắt đầu chú ý đến những vũ khí Mỹ đang trong tình trạng nửa loại bỏ này. Thứ trước hết thu hút sự chú ý của họ là xe bọc thép M113. Đây là loại xe bọc thép chủ lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù danh nghĩa số lượng loại này đạt tới 1.000 chiếc, nhưng ước tính một nửa số xe này đã không thể sử dụng được nữa. Để thay đổi tình hình, năm 1998, Việt Nam và công ty kỹ thuật Otos Singapore ký hợp đồng dự định dùng linh kiện do công ty Singapore sản xuất để nâng cấp cải tạo hơn 100 xe M113. Vốn dĩ công ty của Singapore rất hào hứng với giá trị lên tới vài chục triệu USD này, vì họ là công ty nhỏ, có thể giành được hợp đồng lớn như vậy trên thị trường vũ khí quốc tế là không dễ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Mỹ đột nhiên thọc gậy bánh xe. Do lúc đó, Mỹ vẫn thực thi cái gọi là cấm vận vũ khí với Việt Nam. Nên khi thấy người Singapore bỏ qua lệnh cấm đó để hợp tác làm ăn với Việt Nam, họ liền nhảy ra nói lệnh cấm này áp dụng cả với vũ khí trang bị của Mỹ chế tạo, bao gồm cả nước thứ ba sử dụng linh kiện của công nghệ sản xuất Mỹ. Như vậy các phụ kiện do Singapore sản xuất không thể bán cho Việt Nam. Bởi vậy, hợp đồng này cuối cùng bị hủy bỏ. Không những như vậy, kế hoạch hợp tác cải tiến máy bay F-5 sau đó cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Thật ra, những lời giải thích trên của Hoàn Cầu Thời báo cũng không phải là không đúng. Thời kỳ đó, Việt Nam còn bị cấm vận vũ khí. Nhưng cho đến năm 2016, Mỹ đã bỏ lệnh cấm vận này. Nhưng đến nay, Việt Nam vẫn còn dè dặt. Còn đối với Trung Quốc, hiện nay đang xuất khẩu một loạt vũ khí. Nhưng với tư cách là một nước láng giềng có nhiều xung đột, Việt Nam chưa có một hợp đồng nào mua vũ khí của Trung Quốc. Nếu chúng ta nhìn vào hiện tại, có thể thấy rằng trong ít nhất là 10 năm tới, Nga, Israel và Ấn Độ vẫn sẽ là đối tác quốc phòng chính của Việt Nam, chứ không phải là Hoa Kỳ và phương Tây hay là Trung Quốc. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, chúng ta cần nhìn lại sự chuẩn bị của Việt Nam trong thời gian gần đây. Đứng trước dòng máy bay Su-22 sắp hết biên chế, những vụ rơi máy bay Su-22 đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị thay thế mới toàn bộ. Để chuẩn bị cho việc thay thế này, Việt Nam đã mua máy bay huấn luyện JAC-130 của Nga. Đây là máy bay huấn luyện cường kích hạng nhẹ. Nó chính là bước đệm để Việt Nam tiến tới máy bay thế hệ thứ 5 và tiếp tục củng cố máy bay thế hệ thứ 4+. Điều này cho thấy rằng Việt Nam đang chuẩn bị có một bước tiến lớn cho diện mạo không quân trong tương lai, với trụ cột là những máy bay thế hệ thứ 5 của Nga, có thể là Su-57 hoặc Su-75 Chakmak. Thậm chí Việt Nam cũng không hề giấu giếm ý đồ khi xuất hiện cả đoạn video giới thiệu máy bay thế hệ thứ 5 của Nga. Nhìn vào các bản hợp đồng về tàu chiến, Việt Nam vẫn theo đuổi tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 thế hệ mới của Nga. Thậm chí các dự án đóng tàu nội địa của Việt Nam cũng dựa trên nền tảng và có sự học hỏi lớn từ Nga. Thứ hai, dựa vào những hoạt động ngoại giao quốc phòng gần đây với Ấn Độ, từ việc tặng Việt Nam tàu hộ tống tên lửa Kipan, hệ thống tên lửa INS Kipan đã mở rộng cánh cửa vũ khí Ấn Độ đến với Việt Nam. Không chỉ thể hiện mối thân tình trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ, mà còn mở ra triển vọng hợp tác cùng với các thỏa thuận chiến lược tầm cỡ hơn với hệ thống tên lửa Akash Brahmos. Đây là tiền lệ của thế giới, giống như một món quà ra mắt, với việc tặng vũ khí đi kèm sau đó luôn là những hợp đồng tỷ đô. Ví dụ như năm 2015, Nga đã tặng Ai Cập một tàu tấn công nhanh đề án 1211. Sau đó thì Ai Cập đã chốt hợp đồng mua 46 tiêm kích MiG-29, 46 chiếc trực thăng tấn công K-52, 4 tiểu đoàn S-300. Nếu không phải sức ép từ Hoa Kỳ thì có lẽ đã mua thêm 20 chiếc tiêm kích Su-35. Vậy nên không ai cho không ai cái gì. Nói chung, nó là một bức tranh trái ngược hoàn toàn, khi một bên thì liên tục nổ bom tấn và hợp tác ngày càng sâu rộng, còn một bên thì tiến rất chậm và nhỏ giọt. Thậm chí là ngay cả tin đồn Việt Nam mua F-16 của Mỹ cũng đã chìm vào quên lãng. Vậy điều gì đã khiến Việt Nam phải trùng bước trước F-16?
có 3 lý do chính dẫn tới việc này. Thứ nhất, đó là những bài học trong quá khứ của chính Việt Nam và cả thế giới. Đối với Việt Nam, không phải bây giờ Việt Nam mới để ý tới vũ khí của phương Tây, mà là tận hơn 30 năm trước. Thế nhưng, những sự việc sau đó đã để lại cho Việt Nam những bài học nhớ đời, đó là áp lực nước lớn. Khi mua hàng của Nga, chẳng có quốc gia nào có thể tạo áp lực cho họ hủy hợp đồng với khách hàng, còn đối với phương Tây thì khác. Vào năm 1996, Việt Nam từng tới Pháp để mua 24 tiêm kích Mirage 2000 nhằm thay thế dần cho MiG, cứ tưởng xuôi trèo mắt mái khi hai bên đặt thỏa thuận sơ bộ. Nhưng Hoa Kỳ đã khiến Pháp phải từ bỏ thương vụ này. Và sau đó, Việt Nam đã phải nhờ Nga nâng cấp 35 chiếc Su-22M để sử dụng cho tới tận ngày nay. Hoặc với Hà Lan, có thể là quý vị chưa biết, thực chất thì Gepard 3.9 chỉ là phương án thay thế cho tàu Sigma của Hà Lan mà Việt Nam từng định mua. Theo đó, vào đầu năm 2000, Việt Nam đã định chơi lớn khi đàm phán mua 4 tàu Sigma có lượng giãn nước là 2.600 tấn của tập đoàn Damen Hà Lan. Điều đặc biệt đó là Việt Nam sẽ mua và yêu cầu Hà Lan chuyển giao công nghệ để tự đóng tàu trong nước với số lượng không hạn chế. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Hà Lan đồng ý, Việt Nam thậm chí đã mở rộng và nâng cấp nhà máy đóng tàu Sông Thu để có đủ được các khả năng đóng tàu chiến lên tới 3.000 tấn. Máy móc thiết bị chúng ta cũng đã nhập xong, chuyên gia cũng đã sang, công nhân thì tay nghề đủ cả. Vậy nhưng, tới phút cuối khi chuẩn bị đi vào thi công thì bỗng nhiên Hà Lan bất ngờ hủy hợp đồng. Cả hai bên thì đều không nói rõ lý do và cho tới nay thì vẫn im hơi lặng tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên thì theo một số nguồn tin từ báo chí nước ngoài cho rằng đã có sự tác động từ một nước thứ ba lên tập đoàn Damen của Hà Lan và khiến họ không dám liều lĩnh, và thế là Việt Nam đành phải tìm phương án thay thế, đó là Gepard 3.9. Vâng, đó là những kinh nghiệm và bài học quý giá cho Việt Nam với vũ khí phương Tây, thế nên đôi khi tiền không phải là tất cả. Còn đối với Trung Quốc thì lại là một chuyện khác. Chúng ta chắc vẫn chưa quên cuộc hải chiến năm 1982 khi quân đội Argentina đang chiếm thế thượng phong nhờ tên lửa Isosec của Pháp. Thế nhưng họ lại quên rằng Pháp và Anh là đồng minh. Anh đã gây áp lực lên chính phủ Pháp nhằm tiết lộ bí mật công nghệ, từ đó khắc chế được tên lửa của Argentina. Đây cũng là nguyên do Việt Nam từ chối mua vũ khí của Trung Quốc, bởi vì không ai mua vũ khí của đối thủ của mình. Ngàn năm qua, Trung Quốc vẫn là đối tượng chính gây ra chiến tranh cho Việt Nam và chưa ai biết chắc rằng trong tương lai, Trung Quốc có còn ý định xâm lược Việt Nam nữa hay không? Mặc dù mọi thứ hiện nay đang tốt đẹp, Việt Nam và Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng trên Biển Đông vẫn bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép Hoàng Sa và Trường Sa. Máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc vẫn bị Trung Quốc xâm lược, bành trướng và mở rộng lãnh thổ. Nếu một khi căng thẳng được đẩy lên với một cuộc xung đột thật sự, việc sử dụng vũ khí Trung Quốc sẽ là điểm yếu của Việt Nam, dễ bị khắc chế hoàn toàn. Lý do thứ hai đó là thời gian và tiền bạc. Việc chuyển đổi hệ vũ khí là cả một quá trình kéo dài nhiều năm và vô cùng tốn kém. Ví dụ như mua máy bay thế hệ Nga thì chúng ta phải có nhà xưởng, vũ khí đi kèm với nó, phải cho người đi học, bảo dưỡng, bảo trì. Ví dụ như năm 2008, khi Việt Nam ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo 636 của Nga, Việt Nam còn tính tới cả việc phải mua thêm vũ khí là ngư lôi và tên lửa hành trình, xây dựng lực lượng cứu hộ tàu ngầm, hệ thống cầu cảng, hệ thống bảo dưỡng, cử kỹ thuật sang Nga học, thuê chuyên gia Nga về giảng dạy, và mọi thứ đều cần đến tiền. Ước tính nếu tổng chi phí hợp đồng này lên đến 3,8 tỷ đô, trong đó thì có 2 tỷ đô là tiền mua tàu và mua vũ khí. Quá trình này kéo dài suốt 8 năm từ xây dựng cho tới mua sắm học tập. Thời gian thích ứng vũ khí rất dài. Vậy nên, nếu bây giờ Việt Nam ồ ạt mua vũ khí của Mỹ, phương Tây như là máy bay F-16 chẳng hạn, điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là cử người sang Hoa Kỳ học tập. Chưa kể, còn phải mua máy bay huấn luyện hệ Hoa Kỳ, xây dựng nhà xưởng và mua thêm hệ thống tên lửa tích hợp của họ. Hợp đồng mua 12 chiếc F-16 được đồn đoán là có giá 1,5 tỷ đô, nhưng đó mới chỉ là tiền máy bay, chưa tính tới tiền chi phí cho nhà xưởng và huấn luyện. Mặt khác, nếu mua vũ khí hệ Nga hay Ấn Độ thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Vì thực tế, vũ khí Ấn Độ phần lớn là hợp tác với Nga nên có sự đồng bộ hóa rất cao. Chưa kể cả việc cùng hệ vũ khí cũng sẽ tăng khả năng hợp đồng tác chiến và giảm gánh nặng cho lực lượng hậu cần. Dựa vào những gì đã công bố, Việt Nam đã mua 12 chiếc JAC-130. Đây là máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ tiên tiến nhất thị trường quốc tế, đã cho thấy tương lai bộ mặt không quân Việt Nam vẫn sẽ là vũ khí hệ Nga. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mua 12 chiếc T-6 là máy bay huấn luyện sơ cấp, đã cho thấy tương lai cho thấy rằng Việt Nam cũng đã tính tới vũ khí hệ Mỹ, nhưng có lẽ là một tương lai xa hơn.
Đến đây sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao không mua vũ khí Trung Quốc khi hệ vũ khí Trung Quốc cũng gần giống với Nga, học tập lại từ Nga mà giá lại rẻ. Chính vì rẻ và nhái lại Nga, vậy nên vũ khí Trung Quốc đi đôi với chất lượng. Vũ khí Trung Quốc chưa được kiểm chứng trên chiến trường và những số liệu Trung Quốc đưa ra đôi khi là phông bạt truyền thông, đưa ra số liệu quá hơn so với thực tế. Một số nước Đông Nam Á và Đông Á mua vũ khí Trung Quốc bởi vì ngoại giao, chứ chưa thực sự muốn có hợp đồng lớn để trang bị cho quân lực của mình. Một vấn đề nữa cần phải nhắc tới khi mua vũ khí của Mỹ là hai chữ nhân quyền. Về chuyện này thì Việt Nam, Nga, Trung Quốc và cả một số nước Hồi giáo cũng đã từng là gương mặt thân quen trong danh sách của họ. Chắc chắn chúng ta đã quá quen với đại gia vũ khí Ả Rập Xê Út, hợp đồng của họ toàn thở ra mùi tiền. Năm 2018, Ả Rập Xê Út đã chốt hợp đồng quốc phòng có trị giá là 110 tỷ đô với Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump. Tuy nhiên, tới năm 2021, chính quyền ông Biden đã tuyên bố đóng băng hợp đồng với Ả Rập Xê Út do nước này vi phạm nhân quyền và Thái tử Bin Salman đã bị nghi ngờ đứng sau cái chết của một nhà báo thân Mỹ. Ả Rập Xê Út đã quay sang ký luôn hợp đồng hợp tác quốc phòng với Nga và thậm chí là tìm kiếm hỗ trợ hạt nhân từ phía Trung Quốc. Đến đồng minh thân cận thì vẫn còn như vậy, thì nói gì tới Việt Nam vốn là cựu thù, cũng không thể biết trước được nếu đang đi được nửa chừng họ lại viện một cái cớ nào đó đóng băng. Đặc biệt là việc Hoa Kỳ luôn tìm kiếm một kịch bản Việt Nam ngả hẳn về phía họ và đối đầu với Trung Quốc. Và điều quan trọng nhất đó là Việt Nam tiếp tục con đường tự chủ quốc phòng. Việt Nam hiện nay đang đi trên con đường làm chủ công nghiệp quốc phòng của chính mình. Ngoài việc hợp tác mua vũ khí, Việt Nam luôn tìm kiếm kịch bản chuyển giao công nghệ để sản xuất trong nước và xa hơn đó là sao chép công nghệ. Điều này thì không có gì lạ khi Việt Nam nhập khẩu dây chuyền sản xuất súng từ Israel và dựa đó sao chép ra loại súng trường STV. Còn đối với Hoa Kỳ, việc chuyển giao công nghệ cho một quốc gia khác có rất nhiều rào cản. Thứ nhất, Việt Nam phải chịu gia nhập vào một tổ chức nào đó của họ hoặc là phải trở thành đồng minh thân cận. Thứ hai, kể cả là đã vào rồi, họ sẽ phải họp tới họp lui mới ra được quyết định cuối cùng. Hoặc là có vào thì họ cũng sẽ buộc ta phải trả một cái giá nào đó. Nếu như vậy thì sẽ chạm vào chính sách quốc phòng 4.0 của chúng ta. Mặt khác, Việt Nam cũng không muốn làm phật lòng Nga, một trong 6 đối tác chiến lược toàn diện. Nếu Nga cắt đứt quan hệ thì số vũ khí của Việt Nam sẽ rất khó tìm phụ tùng thay thế. Chưa kể là những hợp đồng đã ký và đang chờ chuyển giao. Đây là trong những nguyên do Việt Nam tỏ ra không mặn mà với vũ khí của Mỹ, phương Tây và Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Mỹ và phương Tây không phải vì vậy mà chúng ta bỏ qua. Việt Nam chắc chắn không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ. Chúng ta vẫn có những bước chuẩn bị cho tương lai không xa để chào đón vũ khí của Hoa Kỳ và phương Tây. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào